Xin được kính chào quý anh chị em quay trở lại với kênh của em Tối Ô Tô tại địa chỉ cơ sở 2 số 17 đường Phạm Hùng đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và số điện thoại liên lạc của em là 0977 500 055. Rất mong quý anh chị ủng hộ kênh cho em Tối Ô Tô. Thì trên thị trường xe đã qua sử dụng thì bên em về một mẫu xe, đó là Hyundai Accent sản xuất 2018, số sàn bản đủ cá nhân và xe chạy 4,2 vạn. Thì với một mẫu xe Hyundai Accent như vậy thì xe có 4 phiên bản, đó là 2 phiên bản số sàn và 2 phiên bản số tự động. Thì cùng em khám phá phiên bản số sàn bản đủ bên em. Thì với chiếc xe cũng đã được trang bị chìa khóa thông minh và để lổ start top. Ngoài ra chiếc xe cũng được trang bị cụm đèn nét và giải đèn nét ban ngày. Xe cũng đã trang bị đèn chiếu gầm, đèn bi. Ngoài ra chiếc xe cũng đã được lên rất nhiều đồ là viền mạ cờ rôm, viền cụm đèn trước mạ cờ rôm, viền bóng đèn gầm cũng được mạ cờ rôm. Mặt ca lăng cũng có những đường viền cờ rôm rất là sáng bóng. Vâng, tổng thể chiếc xe trước mắt quý anh chị đây, nước sơn rất là mới với cụm la răng. Vâng, đây la răng của chiếc xe đây ạ. La răng 15 inch. Lốp rất là mới, rất là sâu, rãnh lốp rất là sâu quý anh chị nhá. Rãnh lốp rất là sâu. Nước sơn rất mới, xe chủ xe rất là giữ gìn, đã bảo quản cho mình cái tay nắm cửa được mạ cờ rôm và ốp chắn inox. Xe được lắp rè chắn mưa, gương kính được chỉnh điện. Rồi, xe cũng được trang bị ốp bậc và phụ kiện thảm trải sàn 5D, ghế da bọc ghế da theo xe. Quý chủ xe rất là giữ gìn, đã bọc trần ni lông. Hộp số sàn 6 cấp quý anh chị nhé. Vâng, hàng ghế sau đây ạ. Hàng ghế sau rất là mới, ít ngồi. Cụm đèn sau cũng được trang bị cụm đèn LED và những đường viền trang trí. Đây, cốp xe rất là rộng. Lốp sơ cua chưa hạ nha quý anh chị. Lốp sơ cua rất là mới, chưa hạ. Xe cũng lắp camera lùi và cảm biến sau rất là an toàn. Và bộ cản sau được lắp giống kiểu bộ ống xả kép quý anh chị nhá. Vâng, cùng mời quý anh chị vào nội thất của chiếc xe, tham quan qua chiếc xe. Với một chiếc xe bản đủ đây cũng chưa được lắp ghế chỉnh điện. Thì ngoài ra chiếc xe cũng được trang bị bộ ghế chỉnh cơ. Xe cũng có chế độ chống trơn trượt và tăng độ sáng cho đồng hồ. Xe cũng còn đơn sơ. Ngoài ra chiếc xe còn trang bị cho mình một cái điều hòa cơ, cửa gió hai, cửa gió một dàn. Màn hình phía trung tâm. Kết nối Bluetooth, điều chỉnh có bản đồ quý anh chị nhé. Được trang bị điều chỉnh điều hướng đây ạ. Vô lăng được bọc da rất là mới, được kết nối với giọng nói. Xe cũng được trang bị gạt mưa tự động. Ngoài ra xe còn có cổng USB, đầu châm tẩu thuốc và cổng 12V nhé quý anh chị.
cổng 12V, chỗ đựng thuốc lá. Vâng. Một mẫu xe đi gia đình vô cùng tiện. Xe này thì xe này bên em đang có giá là 398 triệu, vẫn còn thương lượng được quý anh chị nhá. Thì khi quý anh chị mua phân khúc hạng B như thế này thì với một chiếc xe cùng phân khúc Mazda 2 Vios thì quý anh chị chọn một chiếc xe Accent gia đình màu mà số sàn như vậy rất là tiết kiệm cho gia đình về mặt chi phí và giá cả cũng phải chăng. Thì chiếc xe bên em cũng hỗ trợ cho quý anh chị 70% trả góp ngân hàng, thì chiếc xe quý anh chị chỉ cần hơn 150 triệu là quý anh chị có thể sở hữu một chiếc xe về với gia đình của mình và tiết kiệm hơn so với mua xe mới hơn 150 triệu so với một chiếc xe mới sau 3 năm sử dụng. Và xe cũng đã được nên rất nhiều phụ kiện cho xe, chủ xe chạy xe rất là giữ gìn. Thì chiếc xe đã qua sử dụng, bên em luôn cam kết cho quý anh chị là chiếc xe không bị tai nạn ảnh hưởng đến khung kết cấu gầm sắt xi, chiếc xe không bị tháo cổ máy, chiếc xe giấy tờ an ninh pháp lý đầy đủ và rõ ràng. Vâng, thì bên em luôn cam kết bằng văn bản cho quý anh chị. Kính chúc quý anh chị một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc. Xin kính chào và gặp lại quý anh chị. Xin cảm ơn.